Lưu lại thằng khốn kiếp, mày không trả hết nợ cho bọn tao, mày đừng hòng chạy thoát. Đừng lại đây, chúng mày đừng lại đây, đừng ép tao, tao chạy đó. Hả, mẹ kiếp, nó nhảy cầu thiệt rồi kìa. Hình như nó mắc kẹt cái đầu của nó vào thứ gì đó. Không, nó chết rồi kìa. Chết tiệt thật. Mau, chạy về nhà của nó, cào hết của cải của nó để trả món nợ này. Đầu của mình đau quá. Mình vẫn còn sống. Hay quá. Sao khuôn mặt của mình cứng đờ thế này? Không, cái quái quỷ gì đây? Sao nguyên một cái lò xuất hiện thay thế cái đầu của mình thế này? Đúng rồi, gia đình của mình còn lũ xã hội đen nữa. Chắc chắn bọn chúng đã đến nhà của mình uy hiếp mẹ và vợ của mình để đòi lại số tiền nữa. Khốn kiếp, phải quay trở về nhà. Chào các bạn, tôi là một doanh nhân. Dạo gần đây công ty tôi làm ăn thua lỗ, tôi có vay mượn một nguồn tiền từ bọn xã hội đen. Nhưng thật không ngờ, nguồn tiền đó vẫn không thể nào giúp được công ty tôi phất lên. Sau đó đến thời kỳ trả nợ, tôi đã cầm cố nhà cửa để lấy tiền trả lãi, trả gốc cho bọn xã hội đen đó. Nhưng bọn chúng thừa nước đục thả câu, bọn chúng bày vẽ ra lãi mẹ xin lãi con xin lãi khủng long. Kết quả tôi trả hoài mà không hết nợ. Bọn chúng dí uy hiếp tôi, định giết tôi thì thành ra như thế này. Tôi nhanh chóng quay trở về nhà để coi tình hình gia đình người thân tôi như thế nào, thì thấy bọn chúng đứng trước cửa hành hung. Khốn kiếp, dừng lại cho ta. Cái quái quỷ gì vậy? Hả? Một tên có cái đầu lo à? Khốn kiếp, còn đèn hắn giúp tấn công người của chúng ta kìa. Bắn chết hắn đi. Tôi vì quá lo cho người thân của mình đã không ngại nguy hiểm lao vào tấn công cái tên đang đập phá nhà của tôi. Thật không ngờ sức mạnh của tôi đột nhiên thay đổi một cách kỳ lạ. Tôi trở nên vô cùng nhanh nhẹn các bạn à. Tôi liên hoàn đấm vào người của lũ đòi nợ thuê này. Và sau đó súng đạn của bọn chúng nã liên tục vào thân thể tôi, nhưng tôi chẳng hề suy nhớ gì cả. Tôi lại tiếp tục hạ từng tên, bẻ cổ từng tên, khiến bọn chúng la trong đau đớn. Không, thứ quỷ lo này, mày ở đâu tới vậy? Mày dám đụng tới bọn tao à? Hãy đợi đây. Nhìn nào, mẹ và vợ của tôi không biết họ như thế nào rồi. Họ có bị thương hay không? Nếu họ có mệnh hệ gì, tất cả là lỗi của tôi. Mọi người ơi, đây rồi, hay quá. Đừng lại đây, làm ơn tha cho chúng tôi đi. Chúng tôi không biết gì cả, chúng tôi đã trả hết nợ cho mấy người rồi mà. Bình tĩnh, là anh đây, chồng của em đây, mẹ ơi, là con trai của mẹ đây. Ngươi không phải, ngươi là ác quỷ. Cái đầu của ngươi không phải là đầu người, mà là một cái lò. Chạy xa, tha cho bọn ta đi. Nhìn thấy mẹ và vợ của tôi vô cùng hoảng hốt, tôi cũng khuyên họ bình tĩnh và kể hết toàn bộ quá trình mà tôi đã trở nên như thế này. Sau đó tôi còn nói ra một số kỷ niệm giữa tôi và bọn họ. Đúng rồi đó mẹ ơi. Hồi đó anh đang yêu bạn của con, nhưng thấy con đẹp hơn, anh bỏ bạn con để theo đuổi con đó mẹ. Được, hào hán. Hay quá. Cuối cùng hai người đã chịu nhận tôi rồi. Nhưng qua chắc chắn lũ giang hồ đòi nợ thuê kia sẽ cử người tới đây đập phá tiếp. Chúng ta hãy nhanh chóng chuồn ra nước ngoài để định cư đi. Anh ơi, vậy tiền đâu để chúng ta đi chứ? Cứ yên tâm, bây giờ anh đã không còn như ngày xưa nữa rồi. Anh sẽ tới hang ổ của lũ giang hồ đòi nợ thuê, lấy lại tài sản của chúng ta, rồi chúng ta sẽ đi khỏi nơi này. Quyết định vậy đi, em hãy dẫn mẹ ra bến tàu đợi anh. Vì tránh sự chú ý của người khác ngó vào cái thân thể quái lạ của tôi quyết định băng đường rừng để di chuyển. Tôi chạy lên một cái hồ nước. Lúc này nơi đây xuất hiện rất nhiều rác và những cái loa. Nhìn thấy bọn chúng, tôi lại nhớ tới cái cảnh mà tôi đã bị biến thành kỳ quái như thế này. Sau đó tôi lại tiếp tục, thì đột nhiên... Đứng lại! Tên khốn kiếp kia! Người chắc chắn là kẻ đã xả rác ném mấy cái lò xuống bờ hồ của ta! Lần này ta không để người thoát nữa đâu! Thưa quái
quỷ gì vậy? Ta không có, ta chỉ đi ngang đây mà thôi. Ngươi còn chói nữa à? Trên đầu của ngươi đang vác một cái lọ kìa. Ngươi định ném xuống hồ của ta đang ở đúng không? Là một con ma da. Chết tiệt, ngươi hiểu lầm rồi. Mày đừng, để tao dọn những cái lọ lại cho ngươi. Tôi vì bất đắc dĩ cũng nhanh chóng chạy tới chỗ cái bãi rác và hút tất cả các cái lọ vào người của mình để kết thúc cái rắc rối tại đây. Nhưng thật không ngờ, những cái lọ trong bãi rác này khi bị hút vào người của tôi, nó lại dính chặt, nâng cơ thể tôi càng ngày càng to. Và một điều kỳ lạ lại xảy ra với tôi. Cái quái quỷ gì vậy? Người hóa thành khổng lồ à? Mẹ kiếm! Dừng lại đi, dừng lại đi. Ta đã nói với ngươi rồi, ta không ném rác ra cái bờ hồ của ngươi. Ta chỉ giúp ngươi dọn một số cái lọ trong này mà thôi. Nếu ngươi còn tiếp tục ngăn cản ta, đừng hòng ta đánh cho ngươi hồn tiêu phách tán đó. Tôi cũng nhanh chóng chạy tiếp tục tới hang ổ của lũ giang hồ để lấy lại số tài sản mà tôi đã đóng cho bọn chúng. Rồi sau đó cấp tốc quay ra bến tàu cùng vợ và mẹ tôi sang nước ngoài. Nhìn kìa, nhìn kìa, có một tên đầu lo tay lo khổng lồ tới hang ổ giang hồ của chúng ta kìa. Mẹ kiếp, hắn còn tấn công chúng ta nữa. Lũ chết tiệt, các ngươi không nhận ra ta hay sao? Ta chính là danh nhân mà bị các ngươi lừa cho vay tiền nặng lãi đây. Ta đã đem hết tài sản nhà cửa giao nộp cho các ngươi, mà các ngươi còn thừa nước đục thả câu, tăng thêm lãi. Bây giờ ta may mắn trở thành hình dạng như thế này. Ta đến đây để tiêu diệt hết các ngươi, lấy lại số tiền của ta. Cái gì? Thì đó là hắn à? Hắn chưa chết. Khốn kiếp, mau trả lại tiền đó là của bọn ta. Mau báo cảnh sát. Báo cảnh sát có quái vật. Tôi cũng đã đập tan cái hang ổ giang hồ đó và cuối cùng lấy được tất cả vàng bạc tài sản mà trước đây tôi từng đóng cho bọn chúng. Sau đó thì mọi chuyện coi như là xong xuôi, chính thức chạy ra bến tàu để hội ngộ với người thân của tôi nào. Cấp báo, sinh vật to lớn kỳ lạ có đầu lo kia. Chúng tôi là cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao. Mau, bỏ vũ khí xuống, đầu hàng đi. Cái gì? Là cảnh sát à? Chết tiệt thật. Sớm các ngươi không xuất hiện, muốn các ngươi không xuất hiện. Xuất hiện đúng lúc ta tiêu diệt cái lũ xã hội đen đó. Mau tránh ra. Các ngươi không bảo vệ được người dân vô tội mà lại hùa theo cái lũ xấu xa đó chống lại ta. Bây giờ ta muốn đoàn tụ với gia đình của mình. Mau cút hết đi. Cấp báo, tên tội phạm đầu lo này cực kỳ nguy hiểm. Hắn đã chống lại người thi hành công vụ. Mau, hủy diệt hắn luôn đi. Thật không ngờ cảnh sát đã xuất hiện và tấn công tôi, coi tôi như một tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Tôi lúc này vô cùng căm phẫn nên đã quyết định hút tất cả những thứ máy móc của bên phía cảnh sát vào người của mình để khiến cho bọn chúng bị vô hiệu hóa. Nhưng thật không ngờ sức hút của tôi quá mạnh, đã hút thêm những chiếc lo trong thành phố này của tất cả những người dân dính vào người của tôi. Và khi có những chiếc lo khác, người tôi lại một lần nữa trở nên vô cùng khổng lồ. Lúc này tôi không khác gì một tai tình to lớn cả. Cấp báo, tình tội phạm đầu lo to lớn, hắn đã biến thể thành dạng khổng lồ rồi. Hắn đã trở thành tội phạm cực kỳ nguy hiểm, phải tiêu diệt ngay lập tức. Mau, sử dụng vũ khí bí mật của chúng ta. Chết tiệt, lũ cảnh sát khốn kiếp đó vẫn không chịu thả mình ra. Thêm cái quái quỷ gì nữa đây? Một con rồng máy móc ba đầu à? Đây là sản phẩm mà loài người tạo ra để chống lại những quái vật phóng xạ mà. Vậy mà bây giờ bọn chúng lại sử dụng nó để muốn tiêu diệt bên ấy sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Đến tận bây giờ tôi cũng vẫn chưa biết được mình đã có siêu năng lực gì. Và hỡi có thêm lo thì tôi lại trở nên to lớn. Và lần này tôi đã đạt kích cỡ giống như một tòa nhà 50 tầng vậy. Nhưng tôi lại đối mặt với sự chống trả bên cảnh sát của con người. Không được rồi, tôi nói chuyện với bọn chúng không lắng nghe và coi tôi như quái vật vậy. Vậy thì tôi phải sử dụng vũ lực thôi để trấn áp bọn chúng. Rồi sau đó tôi sẽ ra bến tàu đoàn tụ với người thân của mình. Mau tấn công sức rồng ba đầu lên cực đại, kết thúc quái vật tai thành lo khổng lồ cái đi. Ta
ta không chết được, ta không chết được. Ta vẫn còn mẹ và vợ của ta đang chờ ta ở bến tàu. Yeah! Thành công rồi, thành công rồi. Nhanh chóng, nhanh chóng, đến hội ngộ với gia đình của mình thôi.